Phong cách phái mạnh, những điểm nhấn nhỏ không thể bỏ qua. Mọi thường thường chú ý đến một số chi tiết nhất định trên người bạn để đánh giá. Từ cái nhìn tổng quan đó họ sẽ nhận xét về phong cách của bạn. Vậy làm thế nào để gây ấn tượng trong mắt đối phương ngay lần gặp đầu tiên? Để Oba giúp bạn tìm hiểu những điểm nhấn nhỏ tạo nên phong cách phái mạnh nhé! Một độ dài của quần thể hiện phong cách. Bạn có bao giờ chú ý đến độ dài của những chiếc quần trong tủ của bạn không? Đừng đánh giá thấp sự quan trọng của độ dài chiếc quần bạn đang mặc đó. Nó có thể đại diện cho phong cách phái mạnh như thế nào đấy. Tùy vào môi trường bạn đến và phong cách bạn mặc mà bạn chọn chiều dài quần phù hợp nhất. Điều cấm kỵ là ống quần quá dài hoặc quá ngắn. Chúng sẽ khiến bạn trở nên bất lịch sự và có phần lôi thôi. 2. Độ bóng của giày tạo nên phong cách phái mạnh. Thực tế thấy rằng, điều đầu tiên mà một số người chú ý tới bạn chính là đôi giày mà bạn đang mang. Nó không cần quá đẹp, nhưng phải luôn sạch sẽ và bóng bẩy. Bạn nghĩ sao nếu người bạn hay người đồng nghiệp của bạn mang một đôi giày không mấy sạch sẽ? Nó cũng là cảm nhận của họ về bạn nếu bạn làm như vậy đó. 3. Độ dài tay áo. Độ dài tay áo là yếu tố quan trọng trong phong cách phái mạnh, nhất là mặc cùng vest. Mép tay áo lộ ra một chút bên ngoài tay áo vest là hoàn hảo. Cũng giống như chiều dài quần, tay áo quá dài hay quá ngắn sẽ khiến người khác có một cái nhìn không hay về phong cách của bạn và bạn sẽ bị mất điểm ngay lần đầu gặp mặt đó. 4. Phụ kiện phù hợp. Với các quý ông, điều phải làm là tránh mọi phụ kiện rườm rà hoặc đeo quá nhiều phụ kiện lên người. Đơn giản là đẹp nhất. Tuy nhiên, phụ kiện cũng là con dao hai lưỡi. Nếu bạn sử dụng phụ kiện không phù hợp với bộ đồ của mình thì trông nó thật lạc lõng. Nó sẽ khiến người khác nghĩ rằng bạn không am hiểu gì về thời trang. Bạn có thể học hỏi cách phối đồ từ những người có chuyên môn để trau dồi cho bản thân, từ đó tìm ra phong cách thời trang cho riêng mình. 5. Thắt lưng, điểm nhấn không thể bỏ qua cho phong cách phái mạnh. Có một quy tắc khá đơn giản, nếu bạn đã sơ vin, đừng dại gì mà thiếu đi chiếc thắt lưng của mình. Tuy thắt lưng là phụ kiện nhỏ nhưng nó mang quyền lực không tưởng đó. Chúng sẽ giúp bạn nhìn gọn gàng và ngay ngắn hơn bao giờ hết. Còn gì tuyệt vời hơn một vẻ ngoài lịch sự và sang trọng phải không? Do đó nếu bạn không có thói quen sử dụng thắt lưng thì hãy chú ý hơn nhé. 6. Tóc, điểm nhấn tạo nên phong cách phái mạnh. Tóc là một trong những vị trí mà người khác dễ dàng chú ý khi đứng cạnh bạn. Họ có thể nhìn từ đằng sau hay đằng trước và đánh giá nó. Bạn có thể mặc đẹp, nhưng với một mái tóc lôi thôi, dính gầu, thì sẽ trừ điểm ngay đó. Chăm chút hơn cho mái tóc của mình trước khi ra ngoài là việc nên làm với bất cứ ai. Nó sẽ giúp gương mặt bạn sáng hơn, thể hiện vẻ nam tính và đầy lịch lãm. Vừa rồi là một chi tiết nhỏ tạo nên phong cách phái mạnh mà Oba muốn cung cấp đến cho bạn. Nếu bạn quan tâm đến các món phụ kiện đầy nam tính này thì có thể ghé qua website Oba để chúng mình giúp bạn lựa chọn món đồ thời thượng phù hợp nhất cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Oba. Nhấn nút đăng ký bên dưới và xem thêm các video mới để ủng hộ shop nhé.